Không khí thi công hối hả khẩn trương trên công trường xây dựng cầu Phượng Vĩ thuộc địa bàn xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình để sớm đưa vào sử dụng. Cây cầu cũ trước đây được đưa vào sử dụng từ năm 2001 và đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ. Sau gần một năm thi công, hình hài cây cầu mới kiên cố đã được hình thành, đáp ứng mong mỏi của người dân. Tôi là người dân ở đây, tôi sống gắn liền với cây cầu này nên là thực ra là đêm này mà nó cái cây cầu nó yếu, thế nên là nó cứ mỗi một lần mà có cái xe và cái gì đi là nó rất là cứ như sống trong đe dọa, rất là sợ. Thế nên là bây giờ ước mong của bà con giờ thì được làm được cây cầu này là rất là phấn khởi. Khi được phê duyệt cái chương trình dự án đầu tư xây dựng cái cầu Phượng Vĩ thì cái này chính quyền địa phương cùng với nhân dân cũng rất là phấn khởi. Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng rất là quan tâm cùng với các ngành đoàn thể phối hợp với cái đơn vị thi công và chủ đầu tư phối hợp tuyên truyền người dân. Cái thứ nhất là tuyên truyền về cái công tác giải phóng mặt bằng thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Cái quan điểm của nhân dân là cũng mong muốn là sớm có cái cầu để nhân dân cũng như các phương tiện đi lại để cho đảm bảo. Cầu Phượng Vĩ nằm trên tuyến đường tỉnh 321C là huyết mạch giao thông nối liền các xã thượng huyện Cẩm Khê với huyện Yên Lập. Cầu mới được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2022 với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 70m, chiều rộng 9m là công trình giao thông cầu đường bộ cấp 3. Hiện tại người dân đã có thể đi lại qua cầu trừ các phương tiện có trọng tải trên 5 tấn. Đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành bàn giao cây cầu vào cuối tháng 6 năm nay, sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Hiện tại thì là công trình đã đạt được 90% phần khối lượng của công trình và anh em thì đang cố gắng đúc thúc nốt cái phần BA đường hai đầu cầu, thảm toàn bộ cầu và sẽ bàn giao cho chủ đầu tư và sử dụng vào cuối tháng 6 tới. Nhiều năm trước đây, cầu Phượng Vĩ cũ xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại giao thương trong khu vực. Vì vậy, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ. Đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.